Xin chào anh em, nếu như mà có cái danh hiệu chiếc laptop đẹp nhất trong năm 2022 thì mình tin chắc rằng một trong những cái ứng cử viên sáng giá nhất đó chính là Lenovo Yoga 9i Slim. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ với anh em nhiều hơn về cái chiếc máy rất là đẹp này. Nếu như chúng ta đã rất là quen thuộc với định nghĩa về chất liệu và cách thiết kế cũng như là cách hoàn thiện của những cái chiếc điện thoại flagship thông qua việc sử dụng hai loại vật liệu là kim loại và kính, đặc biệt là kính mờ, và cái điều đó đã được làm rất là thành công trên những cái chiếc điện thoại flagship, thì những cái ngôn ngữ, những triết lý đó đều được áp dụng cực kỳ thành công trên chiếc Yoga Slim 9i này. Và như anh em có thể thấy, chúng ta sẽ có một cái chiếc máy sử dụng hoàn toàn hai cái loại vật liệu là kim loại, cụ thể là thép không gỉ sáng bóng cũng như là vật liệu kính. Anh em có thể thấy rằng chúng ta sẽ có toàn bộ cái khu vực mặt lưng của cái chiếc Yoga 9i Slim phiên bản màu trắng này, nó là toàn bộ một cái lớp kính mờ, nó cho phép anh em nhìn hơi xiên xiên thấu vào bên trong cái lớp màu trắng ở bên dưới, từ đó thì nó cho cái cảm giác rất là hiện đại, rất là sexy luôn. Và đây cũng là cái cách mà rất là nhiều những hãng điện thoại cao cấp đã làm trên những chiếc flagship của họ và được đánh giá rất là cao. Và ngoài ra nữa thì với cái kiểu phối màu cũng như là cái lớp hoàn thiện kính này, nó sẽ cho phép những cái vết bám vân tay hay là những cái vết bám bẩn nó sẽ khó hiện diện và khó thấy hơn. Từ đó thì nó sẽ giúp cho cái chiếc máy này sẽ giữ được cái độ lung linh, độ sexy và độ đẹp của nó lâu hơn trong cái quá trình sử dụng, với rất là nhiều những cái tác dụng trong rất là nhiều những cái môi trường khác nhau của người dùng. Và những cái yếu tố nhận diện thương hiệu được làm rất là tinh tế, vẫn sẽ có một cái logo của Lenovo màu xám bạc ở một góc bên trái như thế này, cũng như là một cái dòng chữ Yoga cách điệu ở bên phải, rất là đơn giản vậy thôi. Và một trong những cái điểm sexy khác làm nên cái tính khác biệt của chiếc laptop, hay cụ thể hơn là chiếc Ultrabook này, đó chính là cái phần khung viền. Anh em có thể thấy rằng khá là hiếm khi mà chúng ta trên tay một cái chiếc laptop mà lại nói nhiều tới phần khung viền như vậy. Và điều đó cần phải thay đổi với cái chiếc Yoga 9i Slim này. Và như anh em có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có toàn bộ một cái phần khung viền bằng thép không gỉ được bo tròn, gợi nhớ lại rất là nhiều những cái chiếc điện thoại iPhone X hay là iPhone XS vốn dĩ được Apple thiết kế và làm rất là thành công. Thông qua cái việc mà làm cho cái phần khung viền này nó được bo cong tròn như vậy, nó không chỉ góp phần tăng cái độ sexy, cái độ hiện đại cũng như là cái độ khác biệt của chiếc máy này, và mặt khác nữa, để đảm bảo cái độ đẹp cũng như là cái độ sexy của chiếc máy này, thì gần như tất cả những cái cổng kết nối thuần túy trên một chiếc laptop bình thường đã được tinh giản đến mức tối đa có thể trên cái chiếc Yoga Slim 9i này. Và anh em có thể thấy rằng chúng ta chỉ còn lại 3 cổng USB Type-C trên hai cạnh bên ở hai bên cái chiếc máy này, kèm theo đó là một cái cổng tai nghe 3.5. Và dù vậy thì ba cổng USB Type-C này đều hỗ trợ kết nối Thunderbolt 4, một cái kết nối có thể nói là tốc độ cao nhất ở thời điểm hiện tại. Và rõ ràng cái điều mà Apple họ đã xây dựng được trước đây về hệ sinh thái những cái cổng kết nối, những cái hub, thông qua cái việc lược bỏ hoàn toàn và chỉ sử dụng cái cổng USB Type-C thôi, nó đã tạo một cái tiền lệ khá là tốt cả về hệ sinh thái những cái thiết bị kết nối, những cái phụ kiện. Và thông qua đó, đồng thời thì họ cũng tạo một cái tiền lệ tốt hơn để giúp cho những cái hãng sản xuất giống như là Lenovo hay những hãng khác nữa mạnh dạn hơn trong việc là lược bỏ tất cả những cái cổng kết nối. Ngoài ra nữa thì chúng ta vẫn sẽ có một cái nút tắt mở màn hình nằm ngay bên cạnh phải của máy, và đó cũng là cái điều mà mình thấy rằng khá là hiếm có trên một cái chiếc laptop và thường gặp trên những chiếc điện thoại hơn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái nút gạt dạng hot swap ở đây, cho phép anh em có thể là vô hiệu hóa nhanh cái camera ở bên trong của cái chiếc máy này. Từ đó thì nó hướng tới nhiều hơn tới những cái bạn hay là những cái bạn làm việc trong cái điều kiện văn phòng mà đòi hỏi cái tính bảo mật nó cao. Ở cạnh bên dưới thì em có thể thấy rằng là chúng ta vẫn sẽ có những cái cụm loa cũng như là một cái dải để mà đối lưu không khí ở đây. Và tất nhiên chúng ta sẽ có một cái núm cao su ở hai bên, cũng như là một cái dải cao su rất là dày lên để đỡ cái chiếc máy này lên, và nó sẽ bám rất là chắc trong những cái mặt phẳng mà anh em đặt cái chiếc máy này để sử dụng. Và khi mở máy lên thì cái chiếc Yoga 9 Slim này sẽ cho anh em cảm giác ấn tượng một lần nữa, không chỉ thông qua cái việc giúp cho anh em có thể làm mở máy lên được bằng một tay để thể hiện được cái việc phân phối trọng lực rất là đều giữa phần trên màn hình và cái phần bệ bên dưới của máy, hay là cái cách mà họ thiết kế cái phần bản lề nó đủ chắc chắn
để cho chúng ta có thể là sử dụng trên bàn lẫn nhiều cái điều kiện khác nhau, như là đặt máy trên đùi phẳng rất là chắc chắn, nó dễ chịu. Mà ngoài ra nữa, một trong những cái điểm mà anh em sẽ cảm thấy thích và ấn tượng giống như mình về cái chiếc Yoga 9 E-Slim này, đó chính là cái màn hình. Như anh có thể thấy, chúng ta sẽ có màn hình OLED cực kỳ đẹp và cực kỳ sexy với cái độ phân giải 4K, có khả năng touch lên trên màn hình. Đồng thời thì chúng ta sẽ có cái độ phủ của không gian màu DCI B3 lên tới 100%. Và theo cảm nhận ban đầu của mình thì cái khả năng thể hiện màu sắc có thể nói rằng nó cực kỳ chính xác và sẽ cho cảm giác phù hợp với rất nhiều những cái điều kiện hay là những cái nhu cầu làm việc khác nhau, từ cơ bản cho tới nâng cao lên một chút xíu nữa. Và mặt khác nữa thì với cái độ sáng cũng như là cái độ hiển thị màu sắc của chiếc màn hình này thì mình nghĩ rằng những cái điều kiện ánh sáng mà chúng ta sử dụng với chiếc máy này nó sẽ rộng hơn rất là nhiều. Ở ngay cạnh mép bên trên thì em có thể thấy rằng chúng ta vẫn sẽ có cái cụm webcam ở bên trên và được đặt rất là hài hòa bởi một cái lớp cạnh hơi bị nhô lên một chút xíu như thế này. Giống như là cái ngôn ngữ thiết kế mà Lenovo họ đã làm trên những cái chiếc laptop khác của họ trong cái phân khúc Legend. Ở ngay bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái bàn phím chiclet và rõ ràng cái cách thiết kế kích cỡ của những cái phím bấm cũng như là cái cách mà Lenovo họ làm cái layout bàn phím, nó giúp cho người dùng sẽ rất là dễ để có thể làm quen với cái chiếc máy này. Và mình nghĩ rằng mất đâu đó khoảng 1-2 phút là chúng ta hoàn toàn có thể gõ một cách rất là thoải mái trên cái bàn phím này. Về cái hành trình phím bấm thì nó sẽ hơi nông một chút xíu, dù vậy thì cái việc đó hoàn toàn có thể chấp nhận được khi mà cái thiết kế tổng thể của chiếc máy này nó đã được làm mỏng gần như là tới mức tối thiểu luôn rồi. Và đặc biệt hơn, chúng ta sẽ có một cái trackpad có thể nói là có kích thước cực kỳ lớn và sử dụng cực kỳ thoải mái luôn. Hai bên bàn phím này thì chúng ta sẽ có hai cái dải loa ở hai bên và nó sẽ kết hợp hoạt động với lại hai cái cụm loa ở bên dưới mép hai bên chiếc máy này để tạo ra cái âm thanh cho cái chiếc máy này. Và ở đây thì chúng ta sẽ có dòng chữ là cái âm thanh được tinh chỉnh bởi cái hãng Bower & Wilkins, một trong những cái nhà sản xuất âm thanh khá là nổi tiếng trong cái thế giới sản xuất ra những cái thiết bị audio. Và về cấu hình thì chúng ta sẽ có cái nền tảng Core i7 Intel Atlas. Về GPU thì chúng ta sẽ có cái card đồ họa GPU Intel Iris Xe và bộ nhớ RAM, sử dụng bộ nhớ RAM là DDR5 được hàn chết vào bên trong với cái tỷ trọng lên tới 32GB. Về cổng kết nối bộ nhớ thì chúng ta sẽ có một cái ổ M2 SSD và cuối cùng chính là một cái viên pin với dung lượng là 75Wh và hỗ trợ sạc nhanh với công suất sạc là 65W. Cái điểm cuối cùng mà anh em cần phải quan tâm về chiếc máy này đó chính là cái trọng lượng của nó. Nếu mà anh em vừa cầm vào chiếc máy này thì anh em sẽ cảm thấy rằng nó sẽ hơi đầm tay, hơi nặng một chút xíu so với lại những cái chiếc laptop có kích thước 13 hoặc 14 inch khác. Dù vậy thì với trọng lượng đâu đó khoảng 1,4 kg thì mình cảm thấy rằng nó hoàn toàn có thể chấp nhận và có thể đánh đổi được để đổi lại cái vẻ đẹp cũng như là cái cách mà Lenovo họ sử dụng hai loại vật liệu là kính và kim loại như thế này. Sẽ còn khá là nhiều những điểm mà mình muốn chia sẻ với anh em về cái chiếc máy này, đặc biệt là những cái trải nghiệm pin trong quá trình sử dụng và cũng như là rất là nhiều những cái kịch bản khác mà chiếc máy này có thể làm được. Mình xin hẹn lại anh em trong một cái video khác. Còn bây giờ thì mình là Minh Đức trên Tinh Tế.vn và đây là Lenovo Yoga 9 E Slim.